Xin chào tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay là mình làm cái món chân gà hầm nước dừa nhé. Đây thì nguyên liệu của nó là có lá móc mặt này. Đấy, có mi sả này, mi gừng này, bột nghệ, ớt, mi một quả dừa tươi này. Để mình đi ướp cái chân gà này. Xong thì để ấy nhá, để hầm nhá, xả mi cả mọi thứ đây, mình sắt trong cho vào cái cối xe đây, mình xe nhuyễn xong thì mình ướp cái chân gà nhá. Rồi mình cho ít ớt vào nữa. Rồi cái lá móc mặt này nữa mình cho xé hết. Xé ướp vào chân gà rất ngon. Đấy, để mình đưa nó đi xe nhé. Cái món chân gà hầm nước dừa này thì mình đã xe lá móc mặt với lại ớt gừng sả rồi này. Thì để mình cho vào đây mình ướp nhé. Đấy, cho ướp thì cho tí nước mắm. Tí dầu ăn này. Bột ngọt mì chính á. Đấy, mới cho tí bột nghệ vào. Đây. Đấy. Sau khi là mình cho bột nghệ vào rồi thì mình xóc nó lên nhé, xóc nó lên cho nó đều, xóc nó lên xong mình ướp độ 30 phút, 30 phút là mình cho đi hầm nhé. Đấy, như thế này là mình cho đi hầm nhé. Sau khi là mình ướp cái chân gà này đã được nửa tiếng rồi nhá, thì mình cho lên bếp mình hầm. Đấy thì mình hầm thì mình lấy cái nước dừa, quả dừa nó hơi già một chút nhá. Nó hơi ra một tí chút là cái ngẫy của nó dè đấy, là dừa đã già rồi này. Thì mình chét vào. Đấy, mình chét vào chân gà này. Đấy, mình chét vào chân gà mình hầm. Mình hầm thì mình cho lửa nó hơi hơi nhỏ chút thôi nhá. Đấy, hầm nước dừa này bao giờ nó cạn hết thì cho ra là ăn được. Món hầm chân gà này ngon lắm này. Đấy, chân gà hầm nó đã gần chín rồi này.
đấy, đun nó sùi sùng sục rồi này. Bao giờ mình cứ cho lửa thật nhỏ thôi, cho nó niu diu đến nó cạn cạn cái nước dừa đấy là cho đi ra là chín rồi nhá, cho ra là ăn được. Đấy, đợi tí nữa nó chín thì mang ra ăn. Đấy, sau khi là cái nước nó đã sạch cái này rồi, đấy là mình mốc nó ra nhá, mình tắt bếp là mình mốc nó ra đấy. Ui dồi ôi, nó mùi thơm cái lá mốc mặt nước dừa ngon không tưởng. Ấy ngon quá, cái chân gà này mà mời anh em ngồi nhậu thì không còn gì bằng ấy. Ấy ui dồi ôi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, ngon, thơm. Đấy, mọi người, quá ngon luôn. Thôi, xin chào mọi người nhé.